đâu ra cũng 40 ngàn đúng không anh? Như đánh xe đây là 40 ngàn đúng không? Anh em biết. Đi vô đến đây là tao đi ra đó luôn này. Đi phân. Đi đánh xe đi vô này. Viện nhà đang lẫn thẳng nhà đi ngoài. Thì đây là nó phản nó cũng tao phải chứ hôm nay chắc đi vừa miền vừa tâm trong nhà. Mình kéo rồi. Anh cứ làm như vậy à? Mấy bữa nay 10 giờ đi. Nó vào đây bà tay. 4 ngày này mà có biết không? Mày hù bà thế này. Hốn, đứng dậy hù bà nữa. Cô bà nó hù vậy kìa. Hù luôn. Đâu luôn, đập cho chờ. Đập cho chờ. Đứng dậy hù. Bà ăn giật mày nghe, mày giật mày. Mình. Mình hù mày lại giật mày. Nhắm bẫy này. Bà ăn lượn xung quanh cái cầu thang bậc cực kỳ đâu. Bà bốn ngày này già chết luôn á. Bốn ngày này vừa trong này nó tắm phòng thôi anh. Ra ngoài cửa mình nhá. Không ừ mà xém chết thì bạn thấy tao rồi. Hai giờ là ngoái kích muốn cho bà. Gửi thằng cha bà. Gửi cái mẹ gì mày. Bán liền mà. Con mẹ ra bậc nhà. Giải hù bán luôn chờ. Xuống cầu thang. Chưa bán liền đứa không xuống cầu thang được. Bán lại ra này, anh bấn cực. Đừng hại chết. Lạc lòi. Thật á, tớ cũng đang định ra cái gì chết. Bấn cực, bả nhân bấn cực. Cái gì? Tớ vừa mới nhắc nha, đang định ra nha. Mẹ cái bà này cứ bồi đàm giả xì nha. Bà đi được không? Tao chả lắm xuống cầu thang lên chung. Đưa tao xuống à? Mở mắt xuống luôn nha. Đừng chọt gạo chi, đi luôn. Lao xuống cầu thang luôn. Đừng, bẫy gấu. Mấy cái bẫy gấu lại quần. Mày buồn cười. Mi cho mẹ người xem của mi là được tiền nên là đăng ký là được tiền. Hả? Người ta xem của mi là mi được tiền nên là đăng ký của mi là người ta được tiền. Tao chưa biết. Mi chỉ được tháng mồ à? Tao vừa mà trong tháng này nhưng mà tháng mồ với chả tháng biết. Có được nhận tiền không? Kinh. Đúng rồi, gần ra đúng rồi, đúng lúc bà ra. Cha mày mở cửa nha, đừng giấm gì hết. Mở cửa mày đào xuống cầu thang luôn, tao bán không bắt được một. Ra xuống cầu thang là bán không bắt được. Rồi. Sao mày bỏ mô đi bơi đi. Cứ tầm. Lên đi, để tao lại đi mày. Để tao lại. Chị. Thôi mà mở rộng thêm rồi. Ừ. Chị ạ. Ừ. Mẹ điên nhờ. Lúc đó mình ngồi thì nó. Đây bà. Ba ngày. Lúc đó mình ngồi răng. Ngày thứ ba câm mồm. Im tao lao tao. Chúng à ngồi. Còn một đường mà tao không biết. Ngồi đây, ngồi lại bước. Có điều cái chiêu sao? Chứ tao đừng đổ rồi mẹ. Mà ngồi. Đó đi đến cái cậu tổ nữa đó. Tôi mày cũng ngồi á. Hát gì vậy? Chứ ai còn không xa trước vậy? Ừ. Chứ là mày ngồi á. Người ta không nói gì trời. Vừa mẹ. Thôi. Kinh á. Chúng. Cái chỗ ngồi cho mà nó đi nó lại thôi mà. Vui. Sao kinh chi mày? Mở cửa đi, quay đầu. Trời. Mở. Ôi, chạy.
Rồi mày. Mày nấp chưa, nấp chưa, nấp chưa? Nấp rồi. Bà hù quá nè. đừng ngu. Ngày ba rồi. Đừng trách ai dạy khờ mi ơi. Chắc do chung dạy khờ nên chung mới chui từ gầm bàn lên. Cô Tú lại anh tao ăn là anh lại diện chứ. À đâu? Điện thoại. Thằng Thắng nó cho này lấy ảnh của tất cả bọn mình trước đi leo núi này. Nó lấy ảnh anh lại diện. Không biết sao. Thằng Thắng đội bái này. Ừ. Thằng đệ mới lấy. Mà sao biết bà nó ở đó được? Cô thấy cái gì mà? Lích ra rồi. Vút đi, vút đi. Sao đây có can đảo? Học để tao lao chưa? Đây nếm mà lại một chỗ. Nhưng mà xuống cái gì ạ? Không có thằng. Ê lùi lại đi. Máu mà nó quản dính kìa. Cứ giúp mẹ bây giờ. Đi xưa xưa. Rồi. Ừ. Đi xưa xưa. Quay cái màn hình rồi. Ừ. Giờ cái tay. Nó ôm bà nó ngồi. Rồi có thấy gì mà? Bà không. Thế mà mày cũng không quên đi. Nhưng lúc bán xuất hiện đồ đồ đi. Giật mày không chứ? À, lúc đó tại vì bạn đang đứng ở đó rồi. Nhưng mà đánh bạn nữa hay là mà răng ạ? Đánh bạn phải có súng. Phải có súng bắn được bạn được chứ. Mày có súng à? Bạn có súng mình chết. Thì lấy súng đi. Lấy súng ra đó. Lên khó đâu. Chạy giúp mình được. Lấy tìm các mảnh giết. À, ý là lấy súng tầng lấy hả? Ừ. Nhưng mà bạn nó đang ở giữa hả? Không bán lượn lên quanh ạ. Mà có tiếng động là bán vô bán đập chích chà. Ừ. Thôi. Giờ nó đổ má. Thua rồi. Đến cho mở cửa ra cho. Còn đứng nào xuống. Thua rồi, đây năm thua rồi. Ra cho mà ván. Đây từ từ đây.